Kính thưa quý vị, Dawn of the Planet of the Apes được dự kiến thống trị các phòng vé cuối tuần. Bộ phim Dawn of the Planet of the Apes hiện đang có triển vọng đứng đầu tại các phòng vé trong dịp cuối tuần này với mức doanh thu mở màn dự kiến là 69 triệu Mỹ Kim. Bộ phim nói trên là phần lớn nhất của dòng phim Planet of the Apes với nội dung xoay quanh cuộc chiến tranh giành trái đất giữa con người và loài khỉ. Hiện nay, bộ phim nói trên đang được nhận được rất nhiều sự đánh giá tích cực từ phía các chuyên gia phê bình điện ảnh. Phim là câu chuyện về một thế giới tương lai, nơi mà con người đã bị tiêu diệt gần hết vì một loại virus. Trong khi đó, những người còn sống sót lại lâm vào một cuộc xung đột với đội quân của loài khỉ thông minh biến đổi gen. Cũng trong dịp cuối tuần này, bộ phim Transformers Age of Extinction cũng được dự kiến là sẽ về nhì với khoản doanh thu bổ sung là 17.5 triệu Mỹ Kim. Bộ phim này là phần thứ tư của loạt phim Transformers với các nhân vật mới hoàn toàn. Mặc dù vấp phải nhiều đánh giá không mấy tích cực, tuy nhiên, bộ phim nói trên vẫn thể hiện rất xuất sắc tại các rạp phim trên toàn thế giới, dù đã được công chiếu suốt 2 tuần. Một bộ phim khác với chất lượng được đánh giá khá tệ là Tammy, hiện đang được dự kiến sẽ về đích thứ 3 trong cuộc đua phòng vé cuối tuần này. Bộ phim nói trên đã được công chiếu hồi cuối tuần trước và được đồng biên kịch bởi diễn viên chính Melissa McCarthy. Theo dự kiến, Tammy sẽ thu về khoảng 10.8 triệu Mỹ Kim trong 3 ngày cuối tuần sắp tới. Dừng lại ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng sẽ là 22 Jump Street, một bộ phim hài với sự tham gia của Channing Tatum và Jonah Hill. Theo dự kiến, bộ phim này sẽ đem về doanh thu khoảng 6 triệu Mỹ Kim.